Mercedes, bên kia là Mercedes. Cầm chặt. Trở lại trận thi đấu mà hình máy vừa đủ chú ghi là người cầm Maxxess. Bên kia thì cũng chỉ là Summer AB thôi. Còn bên này thì là Maxxess và Babylon. Bên này thì BB đến lượt chuyển, vâng chuyển về thế phải đánh cung chủ lực rồi. Còn chú ghi sẽ về chủ động hay chém. Rồi và BB có vai, bây giờ đi không? Chúng ta cùng xem màn hình máy của tuyển Yugi thôi. Xem Yugi FB và chém bài Bác Sê nào. Vâng, hai tay thứ hai việc nhưng liệu có thành công hay không trong tình huống này. Và vừa câu voi vừa lưới hiệu. Câu voi thì với Bác Sê đơn giản hơn so với nông dân bình thường một chút xíu. Khi mà bóng giò của Bác Sê là khá rộng, về con voi đuổi là tương đối dài. Nhưng cũng hai hit trong tình huống này rồi. Để ý một chút được con voi này. Rồi ok, như vậy là tiếp tục đẩy thêm hai hiệu về đó. Vâng, tỷ số vẫn đang là một đều và đây trận thi đấu bản lề trong siêu đấu thứ tư. Chiều nay sẽ là một kèo khá cân, vâng tưởng chừng là hơi lệch một chút về cán quân của Thái Bình. Nhưng Van Lớp và Asi đó là đồng một của Quýt đang có những trận thi đấu là rất hay và vẫn giành được chiến thắng chung cuộc với C. Một thi đấu, một buổi chiều thi đấu thành công, nhưng đến buổi đêm mọi thứ thì đang khác dần. Ván lớp và đồng một đang gặp tương đối nhiều khó khăn trước cặp đôi đến từ vâng Clan Scarlet. Có rất nhiều người đang mong BBC. Vâng, cái này người ta gọi là Phan Đức HP, Clan Hà Tây đang đòi BBC. Thì chúng ta cùng chờ xem có đi hay không. Vâng, hiện tại cũng có một bạn nữ quen Facebook của tôi đang xem tường thuật trực tiếp ở một nơi khá xa xôi. Vâng, có một câu hỏi khá buồn cười. Vâng, vừa đặt ra một câu hỏi khá buồn cười, đó là ai xui chúng nó giết con voi. Vâng, một câu hỏi khá hay nhất. Vâng, khi mà con gái xem đế chế khác. Vâng, ai xui chúng nó giết con voi. Chỉ là đơn giản thế thôi, nhưng nó cũng đã nói lên khá nhiều điều. Ở đây là màn hình máy của vâng đây màn hình máy của thủ Duy Huy. Đây là đang đẩy hiệu về và hai nhà khá gần nhau. Đến đây là quả tương đối phức tạp, khả năng vâng mắc vào quả quả khi mà nhập những cây quả ở phía trong là rất cao. Có lẽ phải chặt một cái gốc gỗ đi để nông dân đi về một cách thuận tiện hơn. Vâng, bên mà và bên đây là bên mà đang được gấp rút thiết kế
nhưng đây là một trận cũng không phải là quá khó, trông thì có vẻ thế thôi nhưng không phải là quá khó. Chúng ta có xe xe mini F ở bao nhiêu? 26 dân. Đấy, bây giờ mới lên 2 BM và BA chiếm một gỗ, đây rồi, BA đây rồi. Như vậy là vâng, Yugi và cái thủ nông 1 là hai người lên đời cùng nhau. Còn BB và Hanlock dường như là cũng cùng nhau thôi. Nhưng nông 1, xin lỗi bạn, nhưng Yugi là người kích hơi xịt. Kích hơi xịt ở đời 3, từ đời 2 đến đời 3 là hơi xịt. Đúng rồi, như vậy vừa giờ với thủ đô 1 cũng đã tới. Và khá sớm thì cái thủ đô 1 đang soi cây quả xem còn bao nhiêu thực cái cây quả, liệu có bị ăn hết và tròi mặt nông dân ở phía ngoài không. Duy gặp một tình huống ngoài âm khi mà con ngựa giò còn nhiều máu còn nông dân thì là không. Bây giờ thì bắt đầu có ngựa giò ở thủ Duy ra. Max C thì là rất khó chịu ở những giây phút đầu tiên cũng như về sau, nếu như bài là một bài không được. Và đây là một bài đang là tạm thời khung, hai nhà thông nhau mà Yugi đang tạm thời khung. Đây là Phan Đức Hà Tĩnh chứ không phải là Hà Tây. Và Hà Tĩnh Hà Tây thì cũng là vâng những anh em trên giải đất hình chữ F thôi. Và có cùng một tình yêu, đó là tình yêu đê chế. Và cũng cùng đang xem ở trên website, đó là website gtv.vn. Rồi một cái rất nhanh và rất tỉnh. Rất tỉnh đoàn với ra là IEE, một E. Và thôi chết rồi. Thôi, Yugi ơi là Yugi. Và anh làm gì vậy? Chúng ta đi sao? Ui dồi, thằng là 27 nhưng chưa có bánh xe. Không ổn một chút nào. Nên nhớ rằng bên kia cũng là một Summer, một Baby, chứ không phải là quân không có cung nào. Vì vậy luôn luôn phải tập trung, không được phép xem thường. Bánh máy của những thủ Jimmy Maxio như nào, và bây giờ tham gia là 21-24. Chẳng có cái Ikeot nào tầm này thì vẫn oanh đấm gì đây. À đây là hay, cũng hay chứ. Vâng cũng hay chứ, nhưng có điều là không có ruộng và đây rồi, cũng đắp cái bê ở chày. Ui, đem cái nhà chính đi vào đắp ruộng ở phía trong, tương đối kín đáo, vừa có thể vẽ được ruộng vừa có thể xa hồi dân. Vâng, tẩu than là cực kỳ nhanh nhờ thủ nó 1 cho tình huống này. Quá nhanh tay và tuyệt vời cho tình huống vừa rồi dành cho đội Duy Huy. Vừa kịp lúc cái me nổ thì me mới được thiết kế cái móng và nông dân gõ kịp thời. Ổn rồi, mọi thứ bắt đầu ổn trở lại. Nhưng đây là một tên mà Duy thì ít cung rồi, còn lại là của đội tuyển nó 1 thì đông như quân mong. Liệu có lên cung A không? Liệu có lên cung A trong tình huống này không? Duy đang là người chủ động ăn rừng ở phía ngoài. Một cánh rừng vâng có những nhà BI bảo kê. Bây giờ cung là đứng phép ở sau hai cánh rừng để có thể xử lý được những con lạc đà một cách vâng ổn hơn. Bo vế rộng hơn ra phía ngoài những chiếc BE. Còn màn hình máy của cái thủ đổ ở đây. Tôi sẽ thấy sao bên kia chẳng thấy cung cán đâu mà toàn cái lạc đà này. Một người bơm lên một người chơi kìa. Chắc chưa thôi. Vâng, cái này chắc là chơi những phút đầu thôi. Để sau này mới đánh, đây là biết ngay rồi. Bắt tên này. Đố mà chạy được, đừng hòng mà chạy vé đi. Đâu này nữa mà. Bắt lọt kìa. Đang để ý cái góc gỗ, để ý góc gỗ. Những con đàn nào có thể lọt vào bất kể lúc nào. Vậy thêm cái e đấy tuyệt vời quá. Nhưng không sao, mọi thứ lại bắt đầu tiếp tục quay trở lại. Còn là 52 về cái thủ đi. Tưởng rằng như là một bài yếu. Nhưng hóa ra là nó cũng vâng không phải giảm vừa. Đây là Yugi 23-40. Nhưng nông dân đi đang đứng chơi kìa. Yugi vẫn giữ thằng 23. Y không biết là chiêng 3 chưa. Một chuyện hay.
thứ lại trở nên căng thẳng rồi. Vâng, mọi thứ lại trở nên căng thẳng rồi. Khung trang lại bắt đầu vâng yên à. Khung trang lại bắt đầu yên à. Căng cỏ. Tăng 22/28 pha này không phải của Yugi. Thì anh làm sao ạ? Có như vậy là có cô ngà càng cò. Cái thể loại vâng chiêng hai thì cung ngà vâng cung ngà nó bắn rất là chết, đừng nói gì với cung ngà. Lo đòn. Tầm 23/28 là thằng này đúng không này? Wow, này căng rồi. BB vẫn thằng này 65. Nhưng cái thằng này là cái thằng này có thể bị dẹp bất kể lúc nào. Bởi vì đơn giản đó là những con cung là mong mày quá đấy chứ. Khá nhiều nông dân nhưng không ăn được nhiều tình huống vừa rồi. Đây là một tình huống đang bị văng sóc nách. Đang bị sóc nách bởi ui dồi nông dân nhà chính chết thì la liệt. Đây sóc nách bởi những con cung à của cái thằng Văn Lộc quá đông cung à. Còn bây giờ thì tận dụng những lợi thế những con cung là cơ động hơn để đảo và những con cung là phía sau bắn chuột. Nhưng ăn đòn con cung à bắn quá chất, còn y thì không có bắn buộc phải lùi trong tuần này, nhưng càng lùi thì càng chết. Vâng, càng lùi thì càng chết. Trận thi đấu bản lề trong giải đấu thứ tư đang là cực kỳ khó khăn cho cặp đôi của Skyler. Nông dân của đội tuyển Yugi cũng chỉ biết khách sạn để mà đi thôi. Và bây giờ thì cả lạc đà của thủ đấu một cũng là vào tuần này đỡ bằng răng và tỷ số có lẽ sẽ là 2-1 cho cặp đôi của vâng liên quân thôi. Khó lắm rồi vì vẫn giữ được cái thằng là 5x, nhưng tầm này thì 5x cũng một nửa là thân, còn quân thì còn một chút xíu không còn nhiều, còn Yugi thì đã hết hàng để thi thố rồi. Vẫn giữ được thằng là 51 mà vẫn đang cố chảy cối, còn GV thì 16, cuối cùng thì cũng lên được trên 3. Còn khó khăn. Vâng, như là BBB sai rồi. Số là 2-1 cho cặp đôi của Liên Quân. Nó đã cùng trở lại đến với chung kết đầu tiên của Skyrock trong trận đấu thứ tư. Ngay sau đây thôi.